Em xin chào tất cả bác chị thích Hoa Lan, và em là Di Phong tại kênh YouTube Hoa Lan Di Phong. Thì trong video lần này em sẽ giới thiệu anh chị một số dòng giả hạt. Anh chị Châu Như nè, anh chị Trầm Trắng là giả hạt trắng nè, một số dòng Di Linh nữa thì nó đang phát triển rất là tốt. Thì cây là cây trung nha anh chị, đang phát, thì cây rất là đẹp. Thì ngay sau đây em sẽ được phép giới thiệu anh chị một số dòng cây và giá của nó thì vô cùng là hấp dẫn anh chị. Thí dụ lúc trước cây nhỏ khoảng 5 cm, 4 cm là giá 30, còn và ngay bây giờ cây có dài hơn gấp đôi hơn thì giá của nó cũng rất là hấp dẫn. Ngay sau đây xin mời anh chị cùng theo em để tìm hiểu cây thực tế anh chị ha. Rồi, đầu tiên là anh chị sẽ thấy nhau một số cái cây, hình ảnh cây bán là cây giả hạt Di Linh Tím Xuân anh chị. Cây nó tầm khoảng từ 10 cho tới 15 xăng anh chị ha, bằng ngón tay em nè, tức là khoảng tầm gấp đôi những cây giá 30, và em sẽ bán anh chị với giá là 60.000. Giá hạt Di Linh Tím Xuân đang phát triển rất tốt nha anh chị. Đó, một số cái cây phát triển nó là to bự anh chị. Đầu tiên là giá hạt Di Linh Tím Xuân. Đó, có một số cây nó dài nè, có dài nhưng mà rụng lá chân nha anh chị. Cây này tầm khoảng 15-20 xăng luôn nè. Đó, cũng giá 60.000 luôn. Thì tầm từ 10 cm cho tới 15 cm nha anh chị. Nói rõ vậy anh chị là ok, nó kích cỡ rồi đó. Tiếp theo giả hạt Di Linh Tím Xuân nữa, cũng có đồng giá 60.000 trong video hôm nay, là cái một số cây là núi tượng, giống như bữa hỏi anh chị yêu thích nè. Cây đang phát triển rất tốt nha anh chị. Đó, đang phát triển rất tốt nha anh chị ha. Đây, đồng giá 60.000. Rất là nhiều em để lộn xộn trong đây. Ở trong đây đây Di Linh Tím Xuân, một số dòng Châu Như F2 nữa anh chị. Đây, cây cũng khoảng tầm từ 5 cho tới 7 cm luôn, 5 tới 7 cm. Rồi sau dòng Di Linh Tím Xuân nữa là cái dòng Châu Như F2 anh chị, cây là cây trung, cây phát triển rất tốt nè anh chị, thấy không? Tầm khoảng từ 10 cho tới 15 cm luôn. Một kích cỡ của nó thì hồi nãy giờ một số giống anh chị lưu ý thông tin là, một là trồng trong cốc đen, hai là cây phát triển từ 10 tới 15 xăng đó. Cây thì giá bán đồng giá là 60.000, giống như nãy đầu clip em nói. Thì cây tiếp theo trong thứ hai là Châu Như F2 nha anh chị. Châu Như F2 thì sổ ra nhiều mặt hoa rất là đẹp. Đây là hàng gieo hạt, một số cây rất là lớn à. Em soạn sẵn nè anh chị đó, để cho anh chị nào chưa đặt hàng kịp thời thì anh chị có thể đặt một số cây này đó, anh chị à. Giá bán là 60.000. Đây, còn đây là một dải trong đây đây anh chị. Đó, một số cây Trầm Trắng là giá hạt trắng đang phát triển rất tốt nè. Từ 10 tới 15 xăng luôn. Cây này cây to đó nha anh chị. Là cũng đồng giá 60.000 luôn. Nữa cũng sai cây chung là dòng giá hạt núi tượng anh chị. Cây cũng đang phát triển rất tốt anh chị. Đó, cũng từ 10 cho tới 15 xăng luôn. Đây, một số cây anh chị. Đó, thì một số mặt hàng hành ra em xin kể lại là thứ nhất về kích cỡ của cây là từ 10 cho tới 15 xăng, là cây dài anh chị, dài hàng ngón tay của em. Thứ hai nữa là trồng trong chậu đen. Rồi thứ ba nữa là bao gồm một số mặt hàng như là Di Linh Xuân, Châu Như F2, Trầm Trắng là giá hàng trắng, và là núi tượng, là bao gồm 4 mặt hàng đó nha anh chị. Đó, cây nè, kích cỡ cây bao gồm 4 mặt hàng, đồng giá là 60.000. Thì về thì nó sẽ phát triển rất là tốt. 60.000 thì cái cây này đã trồng rất là lâu rồi anh chị. Một số cây nó rất là dài nè. Đó nha, 60.000. 60.000 một cốc như vậy. Thì anh chị lưu ý một điều là em sẽ gửi là từ 4 cây trở lên. Dạ, 4 cây cho tới 4 cây là đơn hàng 200.000 trở lên em sẽ gửi hàng cho anh chị. Anh chị thì hy vọng trong lần này em sẽ để dành một số cái cây lớn này để làm chương trình tiếp theo, để cho anh chị có thể nhu cầu chơi anh cha. Một số cây rất là dài rồi. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau. Và đây là hình ảnh cây bán.